những điều quan trọng đặc biệt tuyệt vời mà ta chia sẻ. Cậu là cái ghế đáng ôm, đáng yêu, dễ thương, thoải mái, hoàn hảo, mềm mại của tôi. Gì thế? Ghế? Đó là giấc ngủ mơ mộng nhất tôi từng có. Cậu không vô dụng, cậu thật tuyệt vời. Tôi sẽ đưa cậu về nhà gặp mọi người. Mọi người ra đây mà xem, tôi tìm thấy ghế. Đợi đã chị gái, em sắp được thấy một điều thú vị. Một vú lộn người siêu đẳng. Cậu thấy thú vị không? Không. Ôi trời, bao giờ em mới được thấy gì đó thú vị? Tiến sĩ Cáo không thấy đúng không? Hoàn toàn không. Tôi đang cố thoát khỏi lối mòn khoa học này. Tôi đã không có bước đột phá nào trong 3 tiếng. Lại phải làm lại từ đầu. Mọi người, nhìn cái ghế tuyệt vời này xem. Thú vị hơn cú lộn người đó.